Ok, xin chào các bạn. Sau đây là một số video demo quay từ camera hành trình FHD590 và cảnh quay ở môi trường rất là tối. Lúc này tối hoàn toàn. Mình đang ở một nơi không phải là nơi công cộng, cực kỳ tối. Theo mình chất lượng chấp nhận được. Đây là ban ngày, trời sáng đẹp, các bạn có thể thấy. Và những cái camera thường không có HDR thì sẽ không quay thấy mây, mây sẽ bị lóa. Trong hoàn cảnh này thì mình vẫn thấy rõ trời mây rất là đẹp, có lê mây lên chi tiết và cảm người lên đủ sáng, cho mình là rất đẹp. Đây là môi trường trong thành phố, thì cũng như là các camera khác, mình thấy mình là chất lượng hoàn toàn chấp nhận được, nhìn rõ biển số xe của các xe đối diện, thậm chí các xe có khá xa. Mình có dùng camera khác thì biển số xe bị nén lại, nhòe không thấy được. Đây là trong lúc môi trường khá bất lợi và lúc mưa gió thì vẫn còn có thể xem được, các bạn có thể nhìn thấy, tức là mình vẫn thấy được xe phía trước, biển số xe và chi tiết xe thì như vậy là cũng khá tốt rồi, đúng không? Có một lưu ý là camera quay được âm thanh, cái trong miếng clip này là mình đã tắt âm thanh của camera đi, lồng đến mình vô. Cảm ơn các bạn.